Kính thưa quý vị, tôi là bác sĩ Nguyễn Tran, đến từ tổ chức VietMD.net, một tổ chức y khoa phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ các bệnh nhân và bác sĩ tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngày hôm nay tôi sẽ nói về một chủ đề mà rất là nhiều quý vị tự hỏi và muốn tìm hiểu, đó là làm sao để trở thành bác sĩ Mỹ, làm sao để trở thành dược sĩ và nha sĩ tại Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ nói chuyện về nha sĩ và dược sĩ trong những video kế tiếp. Trong phần video ngày hôm nay, tôi sẽ nói ngắn gọn làm sao trở thành một bác sĩ tại Hoa Kỳ. Là bậc cha mẹ, quý vị nào cũng muốn con em mình thành danh trên đất Mỹ này. Quý vị đi làm cực khổ, cả ngày cả đêm, cũng chỉ mong thấy con em mình thành tài. Trước hết tôi muốn nhấn mạnh với quý vị là quý vị chỉ nên khuyên con mình trở thành bác sĩ, nha sĩ hoặc dược sĩ chỉ khi nào con em của quý vị thật sự thích những ngành này. Tôi nói điều này ra vì tôi biết cảm giác của rất nhiều bậc cha mẹ phụ huynh học sinh. Ai cũng muốn con mình trở thành bác sĩ luật sư. Nhưng mà quên mất một điều là con em của quý vị có thể không thích những ngành này. Tôi thường khuyên các bạn sinh viên bên này có 3 cái điểm chính rất là quan trọng khi chọn bất kỳ cái ngành nào. Cái điểm đầu tiên là phải thích cái ngành đó trước đó đã. Tại vì nếu không thích á, giống như là gượng ép, chắc quý vị biết rồi, nếu mà bắt ai đó cưới cái người mình không thích thì gượng ép không bao giờ đi đến hạnh phúc được. Và cái điểm thứ hai là họ phải phù hợp với khả năng. Lại có rất nhiều người thích nhưng mà lại không có khả năng để đi đeo đuổi theo cái ngành đó. Và cái điểm thứ ba là sau khi học xong thì cái ngành đó phải có việc và phải có một mức lương nhất định. Như vậy ba điểm cơ bản nhất là phải thích, phù hợp với khả năng của mình và phải có một cái job. Đây là những điểm rất là cơ bản. Cái đó tôi muốn nói thêm á, là nghề bác sĩ bên Mỹ này thực sự là một nghề rất là cực khổ, học lâu dài và phải hy sinh rất là nhiều thứ. Quý vị thường là chỉ thấy một mặt trái và một mặt sáng của vấn đề. Ví dụ như phim Hàn Quốc chẳng hạn, thường mô tả những anh chàng bác sĩ đẹp trai, học giỏi và những cô nàng bác sĩ cũng cực kỳ đẹp, học giỏi và kiếm nhiều tiền. Nhưng mà thật sự đó chỉ là một mặt của vấn đề. Ngành y bên Mỹ này mất rất là nhiều thời gian, phải hy sinh rất là nhiều thứ. Tôi nói ví dụ, để trở thành bác sĩ đa khoa bên nước Mỹ này, ví dụ như bác sĩ gia đình, bác sĩ nội, bác sĩ cấp cứu hay là bác sĩ nhi, con em quý vị có thể mất tới 11 năm. Nếu như con em quý vị muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ tim, bác sĩ cơ xương khớp, bác sĩ da, bác sĩ hình ảnh, có thể mất từ 13 cho tới 15 năm. Thời gian 11 cho tới 13, thậm chí 15 năm, đây là những năm tháng tốt nhất của cuộc đời người. Vì vậy, để chắc rằng con em quý vị thật sự thích và cống hiến những năm tháng này cho ngành y, quý vị phải biết là con em của mình có thật sự thích hay không. Thậm chí sau khi tốt nghiệp, bác sĩ bên Mỹ này sẽ vẫn phải tiếp tục học cho tính hết đời của họ. Và chúng tôi khi ra trường, xong nội trú và chúng tôi vẫn sẽ phải thi lấy, giữ lấy bằng hành nghề và giữ lấy bằng chuyên khoa cứ mỗi năm tới 10 năm và sẽ liên tục như vậy cho tới hết cuộc đời. Và thêm một mặt trái khác của học y bên nước Mỹ là cái chi phí học tập. Chi phí trung bình của trường y hiện tại, trường công là 50.000 một năm. Một số trường có thể tính đến 80.000 và thậm chí 90.000 một năm. 4 năm học y khoa, con em quý vị có thể đóng 200-300.000. Chưa kể là những khoản nợ con em quý vị có từ lúc học đại học. Như vậy cộng lại, một bác sĩ khi ra trường bên nước Mỹ này nợ trung bình ít nhất từ 200-300.000, thậm chí có những trường hợp 400-500.000. Với lãi suất 6.5% một năm, quý vị cũng có thể biết rồi, giống như là trả một cái mortgage, trả một cái nhà thứ hai vậy. Như vậy trả xong rồi, phải mua nhà, phải lập gia đình, thành ra nợ rất là nhiều và trả rất là cực. Và điểm cuối cùng của ngành y bên nước Mỹ là ngành y bên nước Mỹ này chịu ảnh hưởng rất nhiều từ sự hãng bảo hiểm, các chính trị gia và các hội đoàn. Mà ngày càng có nhiều chuyên viên y tế họ muốn làm vai trò của bác sĩ. Ví dụ như y tá cao cấp, trợ lý bác sĩ và cạnh tranh với vai trò của bác sĩ. Và hàng năm các hãng bảo hiểm, các chính trị gia và những các hội đoàn họ cứ thay đổi những điều lệ liên tục. Và những cái điều này ảnh hưởng tới cách làm việc của bác sĩ bên nước Mỹ. Và ảnh hưởng tới mức lương cũng giống như là cách là đời sống của bác sĩ bên này.
Như tôi đã nói trên, những điểm khó khăn, những mặt trái của nghề bác sĩ tại Mỹ này. Và nếu như con An quý vị vẫn thích, vẫn muốn trở thành anh em nhà bác sĩ, thì xin mời nhảy vào. Xin mời tham dự vào hiệp hội của chúng tôi. Như vậy, tôi muốn nói cơ bản về cách đào tạo bác sĩ ở bên Mỹ này có 3 giai đoạn, bao gồm 4 năm đại học, hay còn gọi là dự bị y khoa, 4 năm trường y, và từ 3 tới 7 năm nội trú. Trong 4 năm đại học này, con em quý vị sẽ học những cái môn khoa học cơ bản về sinh học, vật lý học, hóa học, và các quan trọng là đến năm thứ 3 và gần năm thứ 4 của bậc đại học này, con em quý vị sẽ phải thi một kỳ thi gọi là MCAT, Medical College Admission Test, một kỳ thi cực kỳ quan trọng. Tại vì điểm của MCAT sẽ quyết định con em của quý vị có được nhận vào trường y hay không. Khi mà thi có điểm cao rồi thì con em quý vị cộng với điểm GPA lúc đại học và những hoạt động ngoại khóa khác sẽ được gọi phỏng vấn vào trường y. Và nếu như con em quý vị thể hiện tốt trong buổi phỏng vấn này thì con em quý vị sẽ trở thành sinh viên y khoa. Học y bên nước Mỹ gồm 4 năm, trong đó 2 năm đầu con em quý vị sẽ học trên lớp, học sâu hơn nhưng mà rộng hơn về những môn khoa học cơ bản. 2 năm cuối là 2 năm thực hành, bao gồm đi tất cả những khoa chính, đi lâm sàng và được thực tập trên bệnh nhân thật. Hiện tại thì có hai bằng cấp y khoa bên nước Mỹ này là MD và DO. MD stand for Doctor of Medicines, DO là Doctor of Osteopathy. Thì về mặt luật pháp, cả hai bằng MD và DO được xem là tương đương với nhau và cả hai đều là bác sĩ hết. Nhưng mà đầu vào của MD hiện tại thì hơi khó hơn một tí xíu so với DO. Hiện tại bên Mỹ này thì có 141 trường MD và có 30 trường DO. Trong vòng 20 năm vừa qua thì con số trường y đã tăng rất là nhiều. Cách đây 20 năm thì có khoảng chừng 125 trường thôi, và bây giờ cộng lại quý vị thấy là gần 170 trường. Một cái điểm khác nữa là hiện tại có một số con em quý vị nếu như không vào được trường y bên nước Mỹ, bao gồm cả trường MD lẫn trường DO, thì chọn học y khoa ở vùng Caribbean. Chúng tôi nghĩ đây không phải là một cái lựa chọn tệ. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhắc là việc mà con em quý vị đi ra ngoài vùng Caribbean học, khi trở lại Mỹ nộp đơn vào nội trú sẽ rất là khó khăn. Tại vì những bác sĩ này sẽ được coi là bác sĩ ở nước ngoài chứ không còn là bác sĩ trong nước Mỹ nữa. Và vào nội trú là một điểm cực kỳ quan trọng và bắt buộc phải có để trở thành một bác sĩ hành nghề. Như vậy thì chúng ta nói về 4 năm đại học rồi và 4 năm trường y rồi. Bây giờ chúng ta nói về nội trú. Thì thường ở những năm cuối cùng học y khoa, thường là năm thứ tư, tất cả các sinh viên sẽ phải đi phỏng vấn để trở thành bác sĩ nội trú. Thông thường những ngành rất là khó khăn để vào bên nước Mỹ này bao gồm có ngành da liễu, ngành mắt, những ngành có lương cao nói chung và có cái đời sống nó tốt. Và những ngành nó dễ vào thở, dễ vào hơn, ví dụ như bác sĩ gia đình, bác sĩ nhi, và những ngành còn lại thì nằm ở giữa đó. Nội trú bên đây là từ 3 tới 7 năm, và con em quý vị sau khi vào nội trú rồi thì được gọi là bác sĩ nội trú và có quyền giống như là bất kỳ cái bác sĩ điều trị nào, chỉ có điều là làm việc dưới sự giám sát của bác sĩ điều trị mà thôi. Thì trong vòng từ 3 tới 7 năm sau khi xong tốt nghiệp rồi thì con em quý vị đủ tiêu chuẩn để thi chuyên khoa trong cái chuyên khoa mà mình đã làm nội trú. Ví dụ như con em quý vị đi về nhi thì sẽ được chứng nhận bởi cái bằng chuyên khoa của khoa nhi, đi về mắt thì sẽ được chứng nhận bằng chuyên khoa của khoa mắt. Và sau khi nội trú có một số bác sĩ tiếp tục đi về chuyên khoa sâu hơn nữa, thì trong cái chuyên khoa đó có chuyên khoa hẹp, ví dụ như chuyên khoa tim là chuyên khoa sâu trong chuyên khoa nội, cơ xương khớp là một chuyên khoa sâu sau chuyên khoa nội, thì con em quý vị lại tiếp tục đi tiếp nữa từ 2 tới 3 năm và sau đó thì lại có thêm một cái chứng nhận chuyên khoa sâu hơn. Như vậy tôi nói rất là cơ bản về cái quá trình đào tạo y khoa bên nước Mỹ này, rất là dài, rất là mệt, rất là tốn tiền, nhưng cũng rất là vui và rất là hạnh phúc.
Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị những điều này để quý vị giải thích, ủng hộ và giúp đỡ con em của mình nếu như con em của quý vị chọn ngành y. Chúng tôi nghĩ rằng đây là cái nghề tốt nhất, cái nghề hạnh phúc nhất. Chúng tôi không có dám nói là chúng tôi đã cứu rất là nhiều người, tại vì thật sự cứu mạng người là một cái công chung của tất cả mọi người, một cái team effort. Nhưng cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng việc làm ngành y có một điểm mà tôi cảm thấy rất là hạnh phúc là tôi đã có thể thay đổi cuộc đời của một số bệnh nhân mà tôi đã gặp. Và cho tới bây giờ nhìn lại thì những người mà tôi đã có dịp ảnh hưởng và thay đổi, tôi cảm thấy rất là vui vì điều đó. Và tôi hy vọng là con em quý vị nhận ra điều này và chọn ngành y để làm cái nghề sau này. Việc MD.net, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ con em quý vị nếu con em quý vị muốn trở thành bác sĩ ngay từ lúc học phổ thông, lên bậc đại học, vào trường y và vào nội trú. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ ở bất kỳ giai đoạn nào. Và tôi cũng như những bác sĩ khác hiện tại đang giúp đỡ rất là nhiều em học sinh để trở thành bác sĩ. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện này. Ở những lần nói chuyện kế theo, tôi sẽ nói về làm sao để trở thành dược sĩ và làm sao để trở thành nha sĩ. Tại vì trong việc MD của chúng tôi cũng có rất là nhiều người là dược sĩ và nha sĩ. Xin cảm ơn quý vị.